Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở ấp Phú Hòa, xã Phú Quý, thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một miếng đất là khoảng 1.000m2, có 600m thổ cư, đang bán giá là 550 triệu, em quay cho anh chị mình xem nha. Thì đất của mình là đường đi đường xe máy nha anh chị. Đường xe máy ở ngoài thì khoảng đổ đan thì chỉ có nửa mét thôi, còn rộng thì chắc cũng khoảng 1m8 đến 2m á. Ở đây đi ra ngoài lộ nhựa thì khoảng 300m nha. Thì cái này là đường công cộng nè. Rồi từ cái đường công cộng đó đó mình sẽ quẹo vô con đường là 1m nha anh chị. Em sẽ cho anh chị mình coi sơ trước cái hình sổ đất. Thì anh chị nhìn nè, thì anh chị thấy là cái đường, cái chữ kênh đó, rồi cái đường bê tông nè là cái đường mà em đang đứng. Sau đó thì có một cái con đường nhỏ là khoảng 1m đi vô cái miếng đất của mình. Cái miếng đất mà ghi chữ bán đó anh chị. Đó, đất thì có cái đường là 1m nha. Em sẽ dẫn anh chị mình đi vô xem nè. Ở đây thì thuộc về xã Phú Quý, thị xã Cây Lậy nha. Giá là 550 triệu 1.000m2. Trong đó thì có 60m thổ cư. Này, đây là cái con đường đi vô đất của mình nè, đường là 1m. Đây, đây là cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình nè. Thì anh chị mình sẽ xem xét sổ trước nha. Thì đất của mình đó là ngang đó là khoảng 20m á, trung bình là khoảng 20m nha. Dài thì trung bình cũng khoảng 40m nha. Đó, nó sẽ nở hậu nhẹ nha anh chị. Thì anh chị nhìn nè, nói chung là đất thì cơ bản thì cũng vuông vức đó. Thì cái bề ngang á sẽ tính từ ở bên này nha, từ cái chỗ mé mương ở bên này nè. Khi nào mà anh chị mua thì mình sẽ đo đạc lại để mình cắm cọc ranh giới cho nó đủ lại. Đây, tới mí đìa ở bên trong này nè. Ở đâu anh? Ở bên này hả? Bên trong nữa hả? Đây nè, đây nè. À, tới đây đấy ha. Đây nè, từ ở đây nè nha anh chị. Nói chung là bề ngang sẽ tính từ ở đây nè. Bề ngang là khoảng 22m á, sẽ tính từ ở đây nè, đi ngang qua bên kia, ngay chỗ mà gần gần cái bụi chuối ở bên kia á. Đó, chiều dài xuống là trung bình là khoảng 40m. Đất thì nở hậu nhẹ. Diện tích đúng của miếng đất là 989.5m2. Nói chung là mình cho khoảng 1.000m2 đi ha anh chị. Nó còn thiếu có khoảng tầm chừng 10m5 nữa thôi hà. Trong đó thì có 60m thổ cư. Chủ kêu giá là 550 triệu nha. Đất thì hiện tại thì đã có giấy tờ, có sổ đầy đủ luôn. Anh chị mình mua là ra công chứng liền cũng được nha. Ở sổ mình có ở nhà sẵn không à? Có nhà nè. Trong đất thì em thấy là ấy da, ôi trời ơi, nó bị lọt tùng mít với sụp lỗ hả? Thôi đứng đây cho nó chắc. Ở đây thì em thấy là chủ đất có trồng mít nè anh chị, mít với tắc, có 1-2 cây sầu riêng nè, chuối nữa. Rồi xung quanh thì nhà hàng xóm khá là đông luôn. Thì anh chị thấy là nhà hàng xóm bên này nè ha. Rồi cái khúc đầu đường nữa nè. Đó. Nói chung là ở đây thì hàng xóm cũng đông lắm. Đây nè anh chị nhìn là nhà đâu nè. Đó, bên này nữa nè, rồi bên này nữa nè. Đó, bên này nè. Đó, rồi nhà bên này nữa. Nói chung là giáp vòng xung quanh luôn là đều có hàng xóm hết. Đất là có hàng rào sẵn luôn. Hàng rào tụ rồi giáp vòng hết. Đất của mình đó thì ở phía sau là có hàng rào hết rồi nha anh chị.
Thì nói chung là miếng đất thì cỏ hơi nhiều, nhưng mà anh chị về thì mình dọn dẹp ra thì nó cũng rất là vuông vức, rất là đẹp. Trồng cỏ, trồng cây không dám dọn. À, chủ đất nói là tháng nắng này nè, cho nên nó là để cỏ mọc cho nó mát cây đồ đó hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ tưới đồ là bét nè, có bét tưới đồ đàng hoàng hết. Dạ, dạ. Chụp mấy cái bét thêm rồi tốt. Bán là mấy cái đồ tưới nước này là mình tặng á hả? Cho bán luôn. Đất thì có hệ thống tưới tiêu sẵn nha. Anh chị mua thì nếu mà anh chị chưa về liền á, có gì mình nhờ chủ đất á, tưới cây giùm cho anh chị cũng được. Em thấy là trong vườn của mình có mấy cây sầu riêng nè. Sầu riêng này thì mới trồng. Chủ đất sẽ mở nước cho mình xem thử nha. Mở tưới nước rồi nè. Mở cái bếp vừa nước cái tưới cây trong. Anh chị nhìn cái sổ ha. Ngang 20, ngang 22, dài khoảng 40. Đất thì cũng vuông vức ha anh chị, giá là 550 triệu á. Này. Cầm đi. Đây, em sẽ coi cây đất của mình hướng gì nha. Cái này là bên nhà của chủ đất nha anh chị. Đất của mình nó là hướng Tây Nam. Nghiêng về hướng Tây nhiều hơn, em thấy là đất hướng Tây luôn á nha. Này, đất của mình là hướng Tây. Ở đây thì nhà hàng xóm sát bên. Ở trên kia hình như em thấy có cái đường nó gì á. Này anh chị thấy tưới nước nè anh chị. Đó, có hệ thống tưới tiêu sẵn ha. Anh chị về, nếu anh chị chưa về thì có gì á, chủ người ta tưới nước giùm mình luôn cho. Đấy, anh chị xem. Thì anh chị nhìn nè, đây là cái vị trí mà em đang đứng nè. Đó, anh chị xem. Đó, rồi bình thường á thì em hay quay đất cho anh chị á, là từ cái chỗ mà mấy cái trái tim á nó đổi về thành phố Mỹ Tho. Bữa nay á thì em đi nó xa hơn ha. Nó hơi nắng nhìn không có rõ lắm. Em phóng to lên anh chị mình xem nè. Đây. Nhà quanh khu này thì anh chị thấy là nhà dân là khá là đông nha. Đó anh chị xem. Nhà nước đồ đầy đủ vậy đó. Dạ. Nè. Đó. Cái mấy cái đường ở ngoài á là đường ngoài này á là lộ nhựa nha anh chị. Rồi sau đó đường ở ngoài này nè, nhà đông này nè là lộ nhựa. Sau đó cái mình mới quẹo vô cái lộ đan ở bên này. Rồi từ ở đây á cái mình quẹo vô. Cái khúc ở dưới này nè, đó, tê quẹo vô. Hồi nãy á, cái vị trí mà em đang đứng là nó ở đâu đây nè anh chị. Đó. Thì bây giờ em sẽ phóng to cái miếng đất của mình lên cho anh chị mình xem. Này anh chị nhìn nè. Cái nhà này á, là nhà của chủ đất ha. Bên này là bên cái miếng đất của mình ha. Đó anh chị xem. Nhà mình á, thì dùng miếng đất của mình á, thì không có màu mã nha. Xung quanh hàng xóm á, thì có màu mã. Nói chung mà nó tuốt bên kia kìa anh chị ơi. Nhà hàng xóm thì cũng xa lắm. Bên này nói chung mà còn tuốt ở bên này nè. Thì ở đây có nhà hàng xóm ở đây rồi. Anh chị mình không phải sợ ha. Nói chung mà nó cũng xa lắm, không có liên quan gì tới đất của mình hết á. Được cái là nhà ở bên đây rất là đông. Nè anh chị nhìn nè, nhà rất là đông ha. Mình cứ vô là mình ở thôi. Giá là 550 triệu 1.000 m². Thì ở đây là gần Ủy ban Nhân dân xã Phú Quý nha anh chị. Đó. Nè. Rồi nó cũng gần chợ Phú Quý luôn. Ở đây mà anh chị đi ra chợ thì tầm chừng 3 phút thôi ha. Sát bên.
Rồi em thấy là có gần trường học nữa nè. Nói chung là gần chợ, gần ủy ban nha. Ở đây thì cũng khá là an ninh, không có vấn đề gì hết. Thì từ ở đây á, mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho á, anh chị lưu ý là ở đây là ở thị xã Cây Lậy nha, cho nên nó là đi về thành phố Mỹ Tho thì trung bình là khoảng 25 cây số, chạy xe là khoảng 36 phút nha. Khoảng 36 phút, như là 40 phút á mình mới về tới thành phố Mỹ Tho. Còn từ ở đây á mà về tới bến xe miền Tây á của thành phố Hồ Chí Minh á thì khoảng gần 2 tiếng nha, chạy xe là khoảng 79 cây số. Còn ở đây á, mà mình đi qua bên thị xã Cây Lậy á, thì để em xem trung tâm của thị xã Cây Lậy là bao xa ha? 15 phút hả? 15 phút hả? 15 phút. Đây nè. Giờ chưa được 15 phút. Ở đây á, là mình đi lên cái mà chỗ, ở đây là thị xã Cây Lậy nha. Nhưng mà để mà mình đi vô trung tâm của thị xã Cây Lậy á, thì mình đi là khoảng 6 cây rưỡi nữa. Chạy xe là khoảng 11, 12 phút nha anh chị. Đó, 6 cây rưỡi nữa, 12 phút. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm miếng này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. À, của mình thì đi chợ thì tầm chừng 3 phút thôi, đi gọi ủy ban thì cũng tầm chừng 3 phút thôi. Ở gần đây có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 không? Mầm non cho đến cấp 2. Mầm non cho đến cấp 2 ha. Cấp 2 rồi lên cơ thị xã cái lại là cấp 3. Nếu mà học từ mầm non cấp 1, cấp 2 thì quanh đây thì khoảng 5 phút thôi. Còn mà học cấp 3 thì mình sẽ đi lên thị xã Cây Lậy là khoảng 12 phút nha anh chị. Rồi thì em xin chào anh chị, chủ đất thì cũng ở đây luôn. Nói chung là chủ đất thì cũng nhiệt tình lắm. Thì anh chị nào mua miếng này thì alo cho em hay. 1.000 mét vuông có 60 mét thổ cư. Đường xe máy là 1 mét. Giá là 550 triệu nha. Giấy tờ thì... không có gì hết. Giấy tờ là... không phải giấy tờ là... Người mua làm giấy. Người mua làm giấy ha. Đất thì có sẵn sổ đỏ luôn nha anh chị, ở vô sổ hồng chứ đất là có giấy tờ sẵn luôn. Đất thì có thể hiện cái đường đi cho anh chị luôn. Người chủ bán là 550, còn người mua là lo giấy tờ nha anh chị. Giấy tờ miếng này thì cũng rẻ thôi chứ không mắc đâu. Rồi em xin chào anh chị nha. Quanh đây thì không khí rất là thoáng mát. Anh chị nào gia đình đó thì mình về mình mua ở đây, mình xây mình làm một cái nhà gọn gọn đó, mình ở. Rồi còn mấy bên hông thì mình trồng cây ăn trái cũng được ha anh chị. Cái này là bên bên khu chung cư tối nè anh chị. Ở bên này thì cũng cách đất mình khá xa và có nhà hàng xóm ở đây. Mình không có việc gì mình phải lo lắng hết. Em thấy vô thì cũng bình thường thôi anh chị. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì cho em hay ha. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.